em giới thiệu về bản thân mình, chia sẻ một xíu về công việc mình để em nghe như thế hiểu sâu hơn. Thì hiện tại thì em vẫn đang là, ok em sẽ giới thiệu từ đầu luôn nhé. Ok, em tên là Diễm Phương, mọi người hay gọi em là Diễm. Diễm bởi vì nó yêu kiều và nó toát lên một cái vẻ đẹp rất là dịu dàng, nhưng mà em thì không, em không hề dịu dàng. Em rất 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 là mạnh mẽ, nói thẳng là mạnh mẽ luôn. Đó. Hiện tại thì công việc chính của em là làm marketing và CS cho một công ty xuất nhập khẩu tại Hà Đông, xuất hàng sang bên Mỹ ạ. Và đó là công việc chính của em. Còn việc học của em thì em vẫn đang đi học, là một sinh viên năm nhất tại trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Công việc mà em đi làm thêm buổi tối đó là làm truyền thông, leader truyền thông cho một trung tâm dạy toán và tiếng Anh cùng với văn tại Hà Đông. Đó là công việc buổi tối của em. Còn lại thì thời gian rảnh em vẫn đang xây dựng một cái cộng đồng TikTok và một cái hai cái kênh TikTok để em kiếm một chút tiền gì đó, gọi là chơi chơi, mình sẽ biết cho mình có tiền ấy, kiểu vậy ấy. Đó, đó là sơ bộ về bản thân em. Em sinh năm bao nhiêu? Thế này anh có thể đoán được không? Năm nhất đại học thì chắc phải là vào tầm 2K5, 2K6 hả? Đúng rồi, 2K5 anh ạ. 2K5 à? Vâng ạ. Ủa sao mà em giỏi thế? Em cũng rất, nhưng mà mọi người vẫn không tin em 2005. Thật đấy. Anh cũng vậy. Làm sao mà tin được 2K5 đâu. Á? Thật luôn. Anh đang bảo ồ, ít nhất là cũng vừa mới ra trường, ít nhất là 2K1. Không Mọi thể người chứ. sẽ không, mọi người sẽ không đoán em 2K1 đâu, bởi vì nó quá là trẻ. Mọi người sẽ đoán em là 97, 98, 99 gì đó, đầu Thế 9. thế cơ á? Đúng rồi à? Wow. Nhưng mà anh cho em hỏi thêm xíu là động lực gì khiến cho em làm full full từ sáng đến tối vậy? Thứ nhất là như cái câu mà em có ghi trong sách, đó là tốc độ thành công của bạn phải nhanh hơn cái tốc độ già đi của cha mẹ bạn. Đó, nên là em đúng là thành công thì không chờ ai cả, và cũng không có phân biệt ai già trẻ hay gì cả. Ai thành công trước thì họ sẽ sướng, họ sẽ hạnh phúc, họ sẽ ngộ ra nhiều điều. Còn mình thành công sau thì mình chỉ đi sau thôi, một chút thôi, chứ không phải là thất bại. Nhưng mà em chỉ muốn là khẳng định bản thân mình là với độ tuổi này thì bạn nào cũng có thể làm được như em. Và em cũng muốn truyền những cái động lực lớn tới cho các bạn bằng lứa tuổi của em, hoặc là bé hơn lứa tuổi của em. Làm sao để cho các bạn ấy không bị áp lực về cái chuyện tiền bạc, hay là không bị áp lực về cái chuyện xây dựng kinh tế, hoặc là xây dựng một cái cộng đồng nhỏ như em. Bởi vì em đã làm được thì các bạn chắc chắn sẽ làm được. Anh phải công nhận là anh ngưỡng mộ em thật, tại vì là một sự trẻ nó là mạnh mẽ, và thứ hai nữa là cực kỳ là tâm huyết, và thứ ba nó là cái điều mà chỉ đánh mà nó giống như cái thứ là nó là tốc độ. Bình thường người ta sẽ đi x1 x2 cũng như nào, nhưng mà anh nghĩ rằng em sẽ đi x10 lần bao nhiêu thôi. Em đang cố gắng, mục tiêu năm nay là sẽ có nghĩa là tích góp được một khoản nào đấy để hỗ trợ bố mẹ và việc học hành của mình. Nói chung là hiện tại thì em vẫn đã tự lập được hết tất cả mọi thứ ở bên ngoài rồi, em cũng đã ở riêng rồi. Và đấy là cái mục tiêu đầu năm thôi, còn bây giờ nó phải khác hơn. Với cả là em cũng không bao giờ em suy nghĩ là mình làm như vậy là mình đã thành công, hoặc là mình ngạo nghễ hay là như thế nào cả. Em thấy là bản thân mình vẫn rất là cần phải học hỏi nhiều và cần phải trau dồi nhiều kinh nghiệm, cũng như là những cái kiến thức, kỹ năng sống từ bên ngoài. Chưa bao giờ em thấy bản thân mình thế này là đã giỏi, chưa bao giờ ấy. Mà em vẫn luôn làm sao để em tiếp cận đến những anh chị giỏi và thành công như anh Hiệu, hoặc là anh Hiệp, hoặc là chị Linh. Đấy là những tấm gương, hoặc là những cái người mà em cảm thấy là nhân chứng sống để em học hỏi theo. Anh chị là phải học hỏi em đấy chứ. Không hề, trời ơi, Em em phải học luôn hỏi anh chị nhiều chưa lắm hết. ấy.
Hải Viễn là rất là cảm ơn anh Hiệp đã dành một cái gọi là khoảng thời gian để tâm sự và support em trong một buổi tối, bởi vì em đang là một người thiếu năng lượng cái lúc buổi tối này ấy. Bởi vì em đang rất là stress, em đang phải làm bài để chuẩn bị thi cũng như là chuẩn bị một cái chương trình lớn 300 đến 500 khóa sinh tại chùa Phúc Long vào cuối tuần này, nên là rất là mất năng lượng. Nhưng mà không ngờ anh Hiệu đã cho em thêm cái động lực để em ngồi em làm việc và nói chuyện cùng với anh. Sẽ làm việc, nghĩa là anh sẽ dành thời gian để em có nhiều thời gian để em làm việc ấy. Nhưng mà trước khi mà chúng ta kết thúc Zoom, tất nhiên là chúng ta sẽ có nhiều chủ đề, nhưng mà theo anh nghĩ rằng thì em có lịch của em sắp xếp em sẽ, và, thì em sẽ có thể nói chuyện anh trong vòng thời gian bao lâu nữa? À, có nghĩa là công việc của em thì sắp xong rồi. Nói chung là em cũng đã nốt lại là trong buổi hôm nay em sẽ ngồi Zoom với anh trong vòng một tiếng. Có thể là đến khoảng 11 giờ 15 là chúng ta có thể tiếp tục. Ok, thì chúng ta còn có 13 phút nữa. Thì, ok, 14 thì, phút. Ok, thế thì trước khi mà chúng ta, anh trước khi mà còn 14 phút nữa thì em có thể dành khoảng độ tầm 1 đến 2 phút có thể là chia sẻ một vài cảm nhận của em khi mà trong lần đầu tiên gặp mặt anh, cũng như là 1 giờ đồng hồ vừa rồi chúng ta cùng thảo luận và chia sẻ với nhau về những cái câu chuyện ấy. Thì em có những cảm nhận gì đấy, có thể chia sẻ một cái cảm nhận được không? Chắc chắn là em sẽ nói rất là nhiều những cái cảm nhận mà từ cái đáy lòng của em luôn nha. Yes. Em sẽ nhận xét đúng luôn khi mà nói chuyện với anh và gặp mặt anh. Đầu tiên là về khuôn mặt nhân sinh của anh, thì em thấy là vừa mới bật cam một phát là em đã cảm thấy nó bừng năng lượng lên rồi, bởi vì mặt anh rất là sáng, như là tỏa ra một cái ánh năng lượng gì đấy, nó rất là giúp em thoải mái tinh thần hơn. Ngoài ra thì anh lại là một cái người mà có thể đoán được là em đang khúc mắc cái vấn đề gì và nói đúng cái vấn đề trọng điểm, trọng tâm của cái vấn đề đấy để đánh vào cái nỗi đau của em, để làm sao giống như là hai người tâm sự với nhau và đồng cảm ấy, kiểu như vậy. Và anh giống như là một cái người thầy đã giúp em tâm sự chỉ trong vòng một tiếng, nhưng mà em cảm chưa đầy một tiếng, nhưng mà em cảm thấy là những cái lời nói hoặc là những cái bài học mà anh vừa nói ra thì đã giúp em thay đổi cái cách suy nghĩ một phần nào đấy, để em thay đổi bản thân cũng như là cái kỷ luật hơn, và sẽ không bị áp lực. Khi mà thay đổi bản thân thì không bị áp lực, cũng không bị stress lắm. Và em học được cái hôm nay mà giúp em nhất, em nghĩ là sẽ giúp em nhất, đó là cái bảng phân thời gian của anh. Đúng là nó chỉ là một cái ngách nhỏ trong một cái buổi hôm nay, nhưng mà em sẽ vẫn phải nốt lại, bởi vì nó chính là cái để em thay đổi dần và biết cách phân chia thời gian hơn. Em thấy là lịch của anh rất là dài và rất là kín hơn cả em, nhưng mà anh vẫn có thể sắp xếp được. Vậy tại sao mà em không thể sắp xếp được? Đấy. Thế nên là em sẽ học hỏi anh nhiều hơn. Sau buổi này thì em mong là sẽ có những cái buổi gặp mặt gần hơn nữa, để có thể là anh em mình tâm sự được nhiều điều hơn, và có thể tìm ra những cái gọi là câu chuyện chung để giúp đỡ nhau và support nhau trong cái hành trình mà thay đổi bản thân. Đó. Em mong là sau này nếu mà có gặp mặt thì chúng ta sẽ phải dành ra một khoảng thời gian 2 đến 3 tiếng để ngồi tâm sự mất. Hoặc tạm chia xuyên đêm cũng được luôn. Anh ạ. Tại vì là trước đây thì khi mà anh cũng hoạt động cùng team thì ok, anh định nói đi. Ngày xưa trước đây anh hoạt động cùng team mà anh em cùng nhau hội ngộ và học tập cùng đánh nhau. Ngày xưa hay gặp nhau ở COK và anh em tâm sự xuyên đêm mà. Overnight. Ok, cảm ơn Diễm rất nhiều, và thật sự là anh cũng biết ơn Diễm vì là anh cảm nhận được một cái điều rất tuyệt vời từ em, đó là một cái người có ý chí nghị lực rất lớn.
và thật sự là một cái tấm gương mà để cho anh thật anh và mọi người đều học tập, bởi vì là không phải ai cũng có một cái đích rõ ràng và một cái kế hoạch rõ ràng. Cái thứ ba nữa là một cái động lực để thao thức mình làm những action mạnh mẽ. Và một cái điều nữa anh cảm nhận được từ em là một người mà nó chín chắn hơn hơn độ tuổi, và thật sự là phải rất là ngưỡng mộ. Cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới thì anh em mình có thể có nhiều thời gian hơn để có thể cùng chia sẻ và cùng support nhau, hỗ trợ nhau những điều gì đấy thú vị trong cuộc sống này. Và trước khi mà chúng ta kết thúc Zoom thì anh sẽ chia sẻ tặng em thêm một món quà nữa để em giúp công việc là tối đa hiệu suất lại tất cả những công việc mọi thứ. Ok. Ok anh. Làm gì vậy?